Hôm nay 12 tháng 8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19 trong nước và trực tuyến với Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 5 trong hơn 3 tháng qua, Thủ tướng đã làm việc về vấn đề rất quan trọng này. Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, Hội đồng Đạo đức Quốc gia trong nghiên cứu y sinh học, đại diện các đơn vị, cơ sở đang tiến hành chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước đã báo cáo làm rõ tiến độ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, sản xuất vaccine trong nước thời gian qua. Tất cả ý kiến đều thể hiện quyết tâm cao, Việt Nam phải nghiên cứu, chuyển giao và sản xuất được vaccine vì sức khỏe, vì tính mạng của nhân dân, vì quốc gia dân tộc và thống nhất việc nghị quyết 86 vừa được Chính phủ ban hành đã tháo gỡ nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp phép và một số chính sách đặc thù khác. Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ quan tâm đặc biệt về việc chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine trong nước. Sự quan tâm này là xuyên suốt từ Chính phủ nhiệm kỳ trước và ngày càng tích cực, đẩy mạnh. Thủ tướng đề nghị việc phối hợp giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu sản xuất, nhà chuyển giao công nghệ dưới sự điều phối của Bộ Y tế phải tích cực hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Cái nghị quyết 30 của Quốc hội thì Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất quyết tâm để ban hành được cái nghị quyết 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 đã tháo gỡ những cơ bản những cái nội dung mà nó vướng mắc liên quan đến cái thủ tục về cấp phép rồi các cái chính sách đặc thù khác thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Cái thứ tư là các đồng chí cũng thống nhất là về thủ tục hồ sơ phải đầy đủ theo quy trình khoa học để đảm bảo cái an toàn và cái việc sinh miễn dịch đối với lại vaccine cũng như là đối với thuốc. Bộ Y tế thì phải thúc đẩy các cái thủ tục tiếp theo. Thủ tướng đề nghị cần tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc trong quy trình thủ tục, không để hiện tượng quyền anh quyền tôi, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, trước hết. Các thủ tục hành chính thì rút gọn, nhưng quy trình khoa học thì phải đầy đủ, chặt chẽ, bảo đảm tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Bộ Tài chính thì phải phối hợp với Bộ Y tế, tiếp tục nghiên cứu có cái chính sách ưu đãi cao nhất có thể, rồi báo cáo với các cấp có thẩm quyền để xem xét quyết định. Tất nhiên Bộ Tài chính thì cái gì mà các ông chí quyết được thì các ông chí cứ quyết. Còn cái gì mà thuộc thẩm quyền cấp trên thì đề nghị các ông chí là nghiên cứu cùng với các bộ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp rồi tất cả các thứ các ông chí đề xuất. Bộ Tư pháp thì rà soát các cái thủ tục hành chính đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình quy định. Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ các nhà sản xuất vaccine trong nước và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine để có vaccine sớm nhất, nhanh nhất có thể. Cố gắng trong tháng 9, chúng ta có được vaccine do Việt Nam sản xuất. Đây là kết quả của trí tuệ con người Việt Nam, của tinh thần dân tộc, nâng cao uy tín của đất nước, của các nhà khoa học, quản lý. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị chúng ta đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa. Và cuối cùng là phải có sản phẩm vaccine tốt mang thương hiệu Việt.